rồi thì tiếp tục với cái lễ hội bánh dân gian ngày hôm nay thì em sẽ đến nhà dắt vàng cho mọi người. Dạ. Em sẽ đến một khu ngôi nhà dắt vàng rất là nổi tiếng ở Cần Thơ nha mọi người. Lễ hội đông quá cho nên em chỉ đi được một xíu thôi, cho nên em còn chưa đã cái nơi chơi của em. Ngôi nhà gạch men. Ngôi nhà gạch men hả? Gạch men nhà dắt vàng kìa. Nhà dắt vàng, ngôi nhà gạch men, nhà dắt vàng. Trời em có nhà thả vàng không? À, nhà mới xin. Dạ, bữa nay đến nhà dắt vàng Cần Thơ đúng không? Rồi, xin chào. Cũng như là cũng như cô trên mạng, giờ nhà nào cũng cô mạng. Dạ. Đang ở. Dạ. Chào cô. Nó nghe nè, ở đây là vàng thiệt hết luôn à? Dạ, vàng thiệt vàng giả thì ông chủ muốn cho em biết, mình tự tham quan rồi mình cảm nhận giùm em nha chị. Dạ. Nếu vậy thì phải cắn mới biết. À rồi, ok, chị Như cắn thử nha. Dạ, sao ơi, cái này là sao mà qua khi mua nước đúng không? Dạ, mình giữ cái phiếu này để mình được tặng nước anh. À. Chia đều cho thành. Bên đó có gì tham quan gì em? Bao nhiêu tiền? À, bên đó là khu vườn cây độc lạ bên kia, chứ mình tham quan vậy. Bên kia là vườn cây độc lạ. Dạ, dạ đúng rồi. Nước kèm phiếu với là được tham quan cái gì độc lạ bên đó. Vườn cây độc lạ. Rồi bây giờ mình vô, em mời anh á. Dạ. Một, không không, từ dạ. 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 Chị ơi, nó mình để lại ngoài đi chị. Mình được cắn không em? Rồi. Ôi. Ây da, mẹ cái răng thứ à. Quá đẹp à. Qua đây ngồi nè, Ôi, ôi quá sang rồi, cho chém mắm chân đi em ơi. Đây ra ra cho mấy cô chị đi tham quan, Trời ơi đẹp quá ha. Ôi, quầy bán hoài lưu niệm nè. Ê, dạ. Ê, mua cho tôi đây mọi người. Đẹp không bà? Đẹp đi, chậm tấn đi. Ai mua cái vàng coi, có bán không? Con không thấy ai bán nè bà. Nơi cho mượn miễn phí. Nơi cho mượn miễn phí, nón lá dắt vàng chụp ảnh không có bán hả? Không có bán. Em ơi đây ai bán cái này? Ê, có đồ hoàng cung kìa, đồ hoàng cung kìa. Cái đồ lưu niệm nó hiện tại không có bán nha chị. Ủa sao thấy để quầy bán quà lưu niệm kìa? Đấy, không vậy là tạm thời chứ, là không có bán á. Bán cho cái nón kìa. Dạ dạ dạ. Hoặc là cái đó thôi để chờ quản lý đi, em hỏi sao đi nha. Ai đồ quá chế. Phải có ổng lên ha. Thường. Để tôi điện kêu ổng lên. Cho đi tóc của chị xong cái kia coi, ổng của chị xài đi. Trời ơi, xài tốt không? Hồi tôi vô tôi thay đồ mới được. Dạ, cảm ơn cô đi. Trời ơi, bà đẹp quá. Nè, vô thử mặt thử bộ. Chụp tấm kỷ niệm. Chụp tấm kỷ niệm đi. Ngày nào ổng coi ạ? Trời ơi. Đã đâu? Ở Bến Lức. Dạ. Okay. Cái da mặt này thời gian bỏ quên ngoại rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Hồi năng lý quản lý bán tôi cái nón tôi giận luôn. Rồi thì tham quan cho rồi đi, còn qua mình khu vườn đi rồi để mà nó đi cho. Em mời chị. Vui. Ha bậy, có coi Duyên Hy công lược không? Ừ, Duyên Hy công lược thà vậy nè. Đâu rồi? Ừ. Bình thường ở chỗ trời. Nè vậy nè. Gì công được là bình thường bốn cung mời ngươi uống trà, ngươi từ chối không đến. Giờ đây lại đến đây. Xét. Sao con sao cười? Bữa nay người ta tới nhà mình đông quá. Cảm thấy mệt. Ôi, nghe ghét quá à. Ông cùng để cái tay lên đi. Mặt tôi hơi tái. Đủ mắt. Tha xong vô đi con. Anh em đợi tôi xíu. Phan đi. Dần đi. Đây công ty nó ngồi á, không thưởng cấp luôn kìa. Đây. Nè, con ngồi giống mẹ con vậy nè Tuy. Cái chương con phải xuống dưới này. Đó, xuống luôn. Đi luôn. Đó, lẻ lên. Đó. Không được đâu. Vẫn không đụng. Mới đăng ký rồi, và bữa đi kẹt kéo. Đi kéo. Đi ơi. Ôi, không phải là tôi muốn tiên lên sọt hay là muốn. Rồi vô. Nè, cái là đang đi xuống. Rồi. Mười chai nè. Thôi bắt.
Trời, bữa nay khách tới nhà mình đông quá, mấy đứa ngồi đây đỡ nha, để khách tham quan xong về dọn cơm. Để coi đồ tiếng nè, trong dây gì cho coi coi. Ơi rồi, có cái bút lọng làm tiếng ở đó. Đây nè, ngồi nha. Kế trong dây. Rồi nha, một nè. Gọi ông Giang ra chuẩn bị lên máy đi tới ai nha. Ở vàng á, Hào bỏ đi Hào. Ba người. Hào bốn người, chúng ta là cái gì bỏ như quyền lại. À thằng Hào là, thằng gì mà, Hứa Khải đó thằng gì. Chán anh là vua đi, anh là vua. À cái gì hả? Không. Rồi nói ngon ngồi đi mày tí. Phú sát hoàng hậu rồi gì ta? Phú sát phủ rồi cái gì thằng? Cái gì thằng gì đó? Không hậu đi tính tới chỗ nào hậu là thằng khỏi. Phó thằng. Phó thằng đúng rồi. Rồi nè, 1, 2, 3. Tới tôi. Quen phút lực hỏi quen lại. Tiếp. Qua đây nha. Tiền của mình đúng rồi. Không phải, cái cung nó nói chạy bằng gì? Làm lại. Làm lại lại. Thần thái lên con. Nhất. Rồi, Phó Hằng nè, chuẩn bị Phó Hằng nè. Phó Hằng ngồi chứ. Phó Hằng. Phó Hằng ngồi gì kì vậy, ngồi gì nè. À, đó là Giang Nam hả? Giang Nam cũng hết. Ủa, Giang Nam cũng nghe vậy. Sao giờ luôn hả? Xuống. Phó Hằng nha, Phó Hằng. Rồi. Ê, Phó Hằng mời lẽ nha. Rồi, nãy giờ sao không biết tình chung chưa tới đây là Nguyễn Càng Long, Càng Long. Càng Long. Càng Long ngồi đó, ngồi đó. Càng Long ngồi đâu? Đấy. Nè. Rồi chưa? Để phèn. Càng Long nè. Càng Long nè. Càng Long. Càng Long. Càng Long thị tẩm quá hơi si. Càng Long này bị mất. Không, Càng Long này bị đi. Đây, đây, đây. Hay quá, Phó Hằng diễn quá đỉnh rồi. Quý khách đi toilet vui lòng mà tao tính đi toilet rồi đó, tao nhìn lại cái cửa tao đi không nổi luôn. Lên lên luôn, vô luôn nha mọi người ơi. Đã tới giờ lành. Cẩu đầu đeo. Mày bắt giờ. Ê Quang, gì đã tới giờ lành? Ủa? Đã tới giờ hành hình, gì đã tới giờ lành? Nghe chuyện nghe nó sai sai. Đã tới giờ hành hình. Quá sợ, xin lỗi. Đi làm đám cưới. Bị mất ngày. Đã tới giờ làm. Nè. Hãy luôn luôn kinh nghiệm nè. Rút đau nè. Được chưa? Chuyển chiêu đâu? Chuyển chiêu. Chuẩn bị nè. Thô nè nha. Ta là ba thanh thiên nè. Chuẩn bị chuyển chiêu. Khai đau. Chết mẹ cái anh cục. Ôi đi đi đi. Em dịch cho anh hả? Ôi chế, nấu đồ ăn kìa, nấu đồ mắm cho em ăn chứ. Trời ơi, lâu lâu mới có nè. Qua đây tôi nấu đồ mắm cho. Nè, đi xách nước đi tôi. Ok. Xách nước. Nấu cái gì? À, nấu đồ mắm đi. Nấu là cơm chiên chiên châu. Ôi, chiên châu qua hoài à. Le le sọc dịch đi. Ăn về. Ăn về. Cơm chiên. Nè, tao về chút rồi. Ăn gì? Ta chấm chấm. Chày à? Hôm nay là trận cuối rồi. Gì vậy? Giả giọng trong tinh trì đó. Biết rồi nhưng mà sao cười? Tự nhiên bị xì vậy? Từ từ. Rồi nha. Thôi cô nhìn sao quá vậy cô. Con ngại lắm. Con đang chiên hoài. Con nhìn của con chẳng quay. Con cảm ơn cô. Con quay xong cái cô chụp hình nha. Con chụp cái này con chụp hình như thôi. Dạ con cảm ơn cô. Rồi. Một, hai, ba. Hôm nay là trận cuối rồi. Ngươi có gì cầm cố không? Ngươi cầm cái gì? Tấm thân ngươi, ta đâu có thèm chứ hả?
Con sẵn sàng. Ơi cô đừng đứng, cô ngồi với con đi. Rồi, cô ngồi kế con luôn. Dạ. Lâu lâu đi, có dịp gặp Quỳnh Như. Coi Facebook của coi. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, cô đẹp quá à. Cảm ơn dạ. Dạ. Chúc Như mùa mai bán đắt. Dạ, con muốn chúc cô sức khỏe, năm mới phát tài. Yeah. Dạ, cảm ơn. Chủ yếu là cái chất liệu nguyên thủy của tụi em bên đây là đồng gan nhôm sắt composite, sau đó là được dát những cái lá vàng cán mỏng vô nghe chị, là cái lá vàng mẫu em có để trong cái tủ bếp á. Ừ. Dạ. Trời ơi, đồng gan mắc lắm á. Dạ đúng rồi, đồng gan nhôm sắt, rồi sau đó là ông chủ ông mới lên ý tưởng thì ông nhờ nghệ nhân chế tác, nên là chị nhìn những cái tác phẩm ở đây thì nó rất là độc đáo mà ở ngoài thị trường sẽ không có. Ông chủ ở đây ông ở đâu em? Ông chủ là người Cần Thơ, năm nay 49 tuổi và ông chủ không xuất hiện nha. Điều đặc biệt là ông chủ không xuất hiện. Tại vì ông chủ quá đại gia, xuất hiện chịu nổi. Quá trời, xin vía ông chủ nha. Dạ rồi. Ông chủ có xem được clip này cho em xin vía, bắn cái vía. Dạ rồi rồi, để nữa có gì em gửi cho ông chủ. Sau khi chị Như làm cái clip xong đi rồi, có gì chị Như em thấy thì ở đây rất là đẹp. Dạ đúng rồi. Bên khu vườn còn tuyệt vời hơn nữa. Vậy đó hả? Dạ. Khu vườn là làm là chung với cái này luôn hay là mới khánh thành? Chung luôn chị. Là có nghĩa là tổng xây dựng của hai khu này là 6 năm. Thì ở bên kia thì nó hướng về thiên nhiên, là giống như là chim hót cá lội suối reo. À. Nhưng mà em có biết được là tổng cái mức mà để xây một cái nhà này bao nhiêu tiền? À, cái đó là cái mức chi phí đó ông chủ cũng không công bố luôn, giống như là công bố nhiều quá thì người ta sẽ nói không, ông nổ. Nhà chị làm cửa đó rồi. À. Một cái cửa đó mà cái dàn cửa nhà chị không là cũng là 400-500 triệu rồi. Dạ. Thì mọi người nghĩ đi, chỉ là một cái cánh cửa thôi. Dạ. nhôm phải không? Dạ đúng rồi, bằng nhôm. Nhôm đúc. Nhà Như là làm cửa nhôm đúc. Một cánh cửa nhôm đúc Như làm hoàn thiện luôn là 460 triệu. Dạ. Là hai cánh cửa thì mọi người nghĩ đi. Những cái nhôm đúc mình được làm thành cái ghế như thế này. Dạ. Những cái cây như thế này, thật dạ. sự nó là cái nhà này thật sự dưới mà con số 500 tỷ thì không dưới nổi. Dạ. Thật sự luôn. Dạ. Đó, mọi người nhìn nhẹ ngoài thôi, đã cái cửa thôi đã là nửa tỷ. Mà cái ghế này nếu như mà đối với một người đã có xài dòng nhôm đúc rồi thì chị tính chắc cái này cũng là cả tỷ mấy, 2 tỷ một cái ghế này. Chứ tính vàng đó. Đúng. Là nhôm không đó. Cái ghế này ít gì cũng phải từ 3 tỷ, 3 tỷ mấy. Dạ. Không thể nào mà nó dưới được. Tại vì nó rất là nặng anh. Nhưng mà cái ngôi nhà này để càng lâu càng giá trị, thật sự. Quá rồi sau khi qua khu vườn thì chị Như sẽ thấy được hai cái tác phẩm rất là độc đáo và rất là giá trị, đó là một cái con khủng long được đúc bằng sắt mà 10 người lên cởi được, và một cái tác phẩm thánh giống được đúc bằng cũng bằng sắt luôn, nhưng mà sau đó là được nghệ nhân họ tạc lên một cái màu sơn nhũ đồng rất là đẹp. Là cái đó là nó nằm bên khu vườn, cái đó chút xíu nữa anh qua bên khu vườn anh sẽ thấy. Ok. Dạ. Thật sự nếu như mà thật sự như cả cuộc đời mà cũng nếu như mình làm được quá nhiều rồi, thành tựu của mình mà được người tham quan chụp hình vậy là để đời mọi người. Dạ, có một cái đúng thành rồi, tựu đến một cái cuối đời để đời. Dạ, dạ. Okay. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi cảm ơn. Dạ, nhiều. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua khu vườn kế bên. Và ở đây á, khi mà mọi người tham quan á thì mọi người sẽ thấy một điều là mọi người một vé là 100 ngàn, nhưng mọi người đừng vội thấy nó như vậy là mắc tiền. Không mắc đâu mọi người, không mắc đâu. Thêm được tặng một ly nước nữa và đi qua đó được hai khu chơi rất vui. Đâu rồi con gãy rồi, con nhiêu tuổi? 23 Mẹ 26, mẹ lớn con 3 tuổi cho con ghẻ ơi. Mẹ 3 tuổi là mẹ đẻ được hả? 3 tuổi mẹ đẻ được rồi. Rồi bây giờ xong rồi, cả đoàn mình di chuyển qua khu vườn giống nha. Như... cười tới vậy đó. Ừ. 1, 2, 3. Được không? Được. Đó. Rồi. Rồi, em cảm ơn. Tắm nữa đi. Hai em like cái ha. Rồi, thấy, cảm ơn nhiều. Thấy trong hình không? Dạ. Rồi, ok, bây giờ mình đi tham quan nha mọi người.
Rồi thì em bây giờ em nói lời từ đầu ha. Thì là cái khu vườn 1.500 m² cây độc lạ của bên quán em á thì nó bắt đầu từ đây. Và khi mà trước tiên mà đặt vào mắt của mà tất cả các du khách á là một cái con khủng long là được chế tác được đúc từ sắt rất là độc đáo, và cả nhà có thể ngồi lên cõi 10 người được ạ. Leo lên luôn liễu. Leo lên để thử. Leo lên đúng không? 10 người mà con sợ gì? Chỉ có tao. Lên. Nữa lên, lên luôn. Đây là live trực tiếp hả? Dạ không, em đang quay anh. Cắt lại phải không? Chị tao lên. Đi ba luôn. Tiến lên. Rồi vô lại nè. Khoan, lại. Rồi chưa, từ từ. Cô Như nói đi, cô Như nói, hỏi ba quân. Rồi chưa. 1, 2, 3. Khoan, từ từ đau bụng quá, rồi chưa. Men lên nha, Nguyên đám men lên nha. Rồi. Hỏi ba quân cư sĩ. Tiến lên. Hiểu cho đòn mình, đây là cây dừa hai đọt. Hai đọt là sao anh? Đây là một cây dừa mà nó có hai cái đọt. À đúng rồi nè. À rồi, mấy bạn muốn vô đây chụp hình thì mấy bạn đứng như vậy nè để chụp thấy được hai cái đọt dừa. Wow, một cây dừa hai cái đọt. Cho em vô chụp được không anh? Ok, chị Như đứng cái tư thế giống em vậy đó. Đứng cái tư thế sao? Đúng rồi, đứng. À đúng rồi. Rồi mấy bạn sẽ chụp để thấy được hai cái đọt. Rồi. Chụp chưa? 1, 2, 3. Cái này anh Thiện đi, anh Thiện mới mời. Rồi, cả nhà mình tiến vào bên trong để thấy cái cây cao tam giác hình bàn tay Phật. À, cao tam giác hình bàn tay Phật. Ok. Rồi xong, bước vô tiếp thì cả nhà mình sẽ thấy được một cái cây dừa ba đọt. Dừa ba đọt luôn kìa mọi người. Đây, dừa ba đọt luôn. Đây là cây dừa ba đọt trước mắt bạn đây. Dừa ba đọt, trời ơi. Cái nghệ dừa ở Cần Thơ rồi gì? Rồi đây là một cái cây xanh rễ dài nhất thế giới. Rễ dài nhất thế giới. Gọi cho em, nhắn số cho em. Và bước tiếp vào bên đây là một cây dừa dán con tôm mà cả nhà có thể ngồi lên. Dừa dán tôm kìa. Ở đây tụi em đặt tên cho nó là chiếc xu con cúc nằm trên cái đập bà mụ. À. Rồi cả nhà leo lên, chị Như leo lên, chị Như leo lên ngồi và chị Như đội cái nón bảo hiểm lên. Không có, leo lên hai bên luôn, giống như chạy mô tô vậy đó. Ghê vậy, em nó như chiếc xe vậy á. Được, rồi. Được mà, dễ mà. Rồi ai lấy cái nón bảo hiểm cho chị Như đội lên. Bộ tiên qua đây quay con. Nhìn. Anh ơi, cái này chạy xuất sàn hay là xuất tay ga vậy anh? Thấy chưa? Đây, ở đây là cây me nằm dán con nai mà mình có thể ngồi lên để mình chụp ảnh được ạ. Ôi, cây me dán con nai luôn. Quá đẹp. Rồi đâu nữa? Và đây là cái cây cao ăn trầu mà nó bị đột biến ren, nó có 11 cái đọt. À. Trời ơi ghê. Quá dữ. Rồi. Và đây là một cái cây dương sĩ mà dán người đàn ông trồng chuối. Chết cha úi. Thấy gì chưa? Nó dán người đàn ông trồng chuối. Nè, tao nói ha, đây lâu là ngày cây nằm dán con nai nè anh. Con lẻo tới đây biểu. Hậu quả của cạo mà không đi triệt nè. Cứng ngắc. Cái dáng gì? Cứng ngắc. Tôi thích cái dáng. Cộng nào cộng đấy, nó cứng ngắc. Tôi thích cái dáng gì đó. Quá trời. Lắm chứ. Nội này rồi tiếp. Rồi bước qua bên đây thì mình sẽ thấy con trăn bạch tạng và con trăn vàng. Tạng đâu, màu vàng mà. Đây, không, cái con này là màu trắng đó. Nhìn cái màu nó là màu trắng đó. Tôi nói rồi, tôi thấy nó màu vàng mà. Thôi mà chấp nhận trắng đi. Bạch đúng không? Rồi bước qua đây thì mình sẽ thấy một cái con rồng Nam Mỹ. À,
nhà tôi có một bé. À rồi, rồi bước ra bên đây thì cả nhà sẽ thấy là một cái cây dừa ba thân. À, ba thân mà chung gốc. Đúng rồi. À, một dừa gốc dừa gia đình. Mà nó có lên ba cái thân. Dừa gia đình. Mẹ là cây nên xanh. Con là cây nên... là hết rồi đúng không? Đây, còn một đây là một cái bông giấy hình quái vật đầu rồng. Cả nhà nhìn từ hướng bên kia vào thì cái đầu nó giống hệt như cái đầu con rồng vậy đó. Wow. Ê, cây nguyệt quế phu thê kìa nè. Đây là cây nguyệt quế phu thê. Hai bạn vô cột dây gì đi. Kìa, vô cột dây đi nè, Liễu. Đây, quay cho. Có dây không? Không có dây thì hai bạn cứ cầm mà cứ cột vô đi. Ờ rồi. Ôi, ê, gãy cây người ta. À, đó là còn kế bên đó là cây mận dán cổng chào ha. Hai đứa cột đàng hoàng coi, cột tay nhau lại. Cột sao nè. Anh qua kia đứng kìa. Cột thì sao? Dạ, chị Như để ý là những cái vách bên đây thì là được rép từ những cái viên sỏi đá thành một cái bức tường thành ha. Chứ không có xây bằng đạch ha. Ừ. Ừ. Đâu dính chưa? Dính chưa? Dính chị nhà ruột nè. Đây là những cái viên gạch cổ đại nó rất là dày. Vậy hả, là ông chủ phải đi tìm tòi những dạ, đúng cái rồi, đi gạch sưu cổ đó chị. Dạ đúng rồi. Mà sao không tìm ra được những cái này quá hay luôn á trời. Thì ông, tại vì tiền. Người ta có một cái niềm đam mê nữa. Không có tiền nữa em. Dạ. Nhưng mà phải có đam mê nữa. Dạ. Em hạnh phúc quá mọi người ơi, được tặng cái nón giác vàng á. Cảm ơn nhiều. Chụp tấm hình kỷ niệm với quản lý mới được. Thôi mà chắc ổng đang bận rồi. Chụp với em thì được. Rồi ok. Chụp. Để mình chụp, của mình gửi ai cho ai đăng nha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn mọi người, được tặng nha mọi người. Cảm ơn à, cảm ơn ngôi nhà nhét về. Cảm ơn nhiều. Không, Bạc Liêu, lộn địa chỉ. Ủa, hồi nãy ở đây đây. Bạc Liêu. Anh nói là địa chỉ là... Dạ đúng rồi, bác sĩ. Mọi người đi đâu vậy? Cái bé. Má nhận.